Chủ đề của video số 10 lần này là câu lệnh lặp với số lần biết trước, có tên là For To Do. Master Lăng Dương Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Master Lăng Dương Channel. Với video này, các bạn đến đề tài số 10, viết chương trình nhập vào số nguyên N, sau đó in ra màn hình các số nguyên liên tiếp từ 1 đến N. Ví dụ, nhập N bằng 5, các bạn in ra là 1, 2, 3, 4, 5, tức là các số từ 1 đến 5 liên tiếp nhau, tăng dần mỗi lần tăng một đơn vị các bạn ha. Thì để làm bài này, nếu các bạn sử dụng các lệnh đã học rồi ở các video trước thì các bạn dùng 5 lệnh write các bạn ha. Thì như vậy thì rất mất thời gian. Các bạn ha, nếu N là 1.000 hoặc là 1 triệu thì các bạn phải dùng 1 triệu cái lệnh write. Vậy thì rất là bất tiện. Và để khắc phục điều này thì trong Pascal có một cái câu lệnh lặp để thực hiện là thực hiện 5 lần cái việc là in ra một số các bạn ha. Rồi. Câu lệnh đó có tên là câu lệnh lặp với số lần biết trước for to do. Cú pháp là for biến đếm 2 chấm bằng giá trị đầu to giá trị cuối do và câu lệnh cần lặp chấm phẩy các bạn ha. Và để thực hiện cái câu lệnh for này thì các bạn phải lưu ý các điều sau. Thứ nhất là giá trị đầu bé bằng giá trị cuối. Đây các bạn quan sát chúng ta có như sau. Giá trị đầu là vị trí này các bạn ha, là phải bé hơn bằng giá trị cuối, bé hoặc bằng, bằng cũng được các bạn ha, nhỏ hoặc bằng, không được lớn hơn, vì nếu lớn hơn thì lệnh for này không thực hiện. Tiếp theo, ý thứ hai, số lần lặp bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng 1. Ở này các bạn thấy cái ví dụ là in ra 5 số thì các bạn sẽ thực hiện 5 lần bằng cách lấy số 5 trừ số 1 là 4 cộng 1 là 5, vậy chúng ta thực hiện 5 lần các bạn ha. Số lần lặp là biết trước luôn và tính bằng công thức này. Cho nên ở đây chúng ta thấy là câu lệnh lặp for to do, người ta gọi là câu lệnh lặp với số lần là biết trước. Tiếp theo, cái lưu ý số 3 là biến đếm giá trị đầu, giá trị cuối là những con là kiểu nguyên các bạn ha, không được phép là kiểu thập phân. Đây, ở đây chúng ta có là cái biến đếm. Các bạn biến đếm giá trị đầu và giá trị cuối là những cái giá trị là kiểu nguyên, không được phép là kiểu số thập phân, kiểu real là không được các bạn ha. Tiếp theo, lưu ý số 4, khi thực hiện ban đầu biến đếm sẽ nhận giá trị bằng giá trị đầu, sau mỗi lần lặp thì biến đếm sẽ được tự động tăng thêm một đơn vị cho đến khi bằng cái giá trị cuối. Đây các bạn quan sát biến đếm. Biến đếm là cái đối tượng nằm kế bên chữ for, là cái từ khóa for các bạn ha. Thì biến đếm này là một cái thành phần để quản lý lệnh lập for to do này. Ví dụ bạn ghi là for một cái biến nào đó, biến y chẳng hạn đi, là 2 chấm bằng 1, u 5. Vậy ban đầu y sẽ bằng 1, rồi thực hiện câu lệnh, rồi sau đó biến y tăng lên 2. Rồi cứ thế thực hiện, mỗi lần thực hiện xong là tăng một đơn vị. Cho đến khi bằng 5 là số cuối, thì for to do sẽ là thực hiện lần cái lệnh lập lần cuối cùng đó và sẽ dừng. Như vậy là với cái lệnh for to do thì cái cách thực hiện của nó là biến đếm sẽ quản lý cái việc thực hiện vòng lặp các bạn ha. Và nhớ rằng là biến đếm sẽ chỉ tự động tăng một đơn vị thôi, nó tự động tăng thêm một đơn vị, tăng một các bạn ha, không tăng hai các bạn ha, tăng một mà thôi. Đó là cái quy định của cái lệnh for to do trong cái ngôn ngữ lập trình Pascal. Lưu ý số 5, câu lệnh cần lập có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép. Nghĩa là các bạn đặt những câu lệnh cần lập trong một lần lập ở trong hai từ khóa begin and chấm phẩy. Thì câu lệnh ghép là gì thì các bạn xem lại video 2C mà Master Lăng Dương đã đăng trong kênh Master Lăng Dương Channel, các bạn xem lại để hiểu cách thiết lập câu lệnh ghép. Và trong trường hợp này, nếu các bạn sử dụng câu lệnh ghép đi cùng với lệnh lập for to do thì khi đó cái các lệnh được viết như sau. Đằng sau các bạn thấy từ khóa do, các bạn sẽ có câu lệnh ghép bắt đầu từ từ khóa begin và kết thúc là từ khóa end chấm phẩy. Nghĩa là các bạn sẽ đặt những câu lệnh cần lập trong một lần lập là giữa hai từ khóa là begin end chấm phẩy. Nghĩa là mỗi một lần lập thì Pascal sẽ thực hiện
là đu các câu lệnh từ câu lệnh cần lập 1 đến câu lệnh cần lập thứ N. Mỗi lần là lập những câu lệnh đó các bạn ha. Bởi vì những câu lệnh từ câu lệnh lập 1 đến câu lệnh lập N nằm trong hai từ khóa bị nên chấm phẩy. Như vậy mỗi lần thì phải làm đủ các lệnh đó. Vậy muốn Pascal thực hiện đủ, các bạn phải đặt trong hai từ khóa bị nên chấm phẩy. Đây là chính là câu lệnh ghép ở trong video 2C. Các bạn đã được Master Đăng Dương hướng dẫn rồi. Các bạn trở lại đề tài 10 ở đầu video, viết chương trình nhập vào số nguyên N và sau đó in ra các số nguyên từ 1 đến N liên tiếp nhau. Ví dụ nhập N bằng 5 thì in ra là 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn thấy các số này là liên tục nhau tăng dần mỗi lần một đơn vị và nằm hàng ngang các bạn ha. Vậy các bạn quan sát, nó đang dư thực hiện ở trên màn hình. Để thực hiện bài này các bạn cần phải có đại lượng N và một đại lượng nữa để quản lý các số từ 1 đến N các bạn ha. Thì để thực hiện bài này các bạn có hai đại lượng thì các bạn cần khai báo hai biến. Các bạn quan sát mức tăng dương thiện ở trên Pascal, các bạn khai báo program đề tài 10, các bạn có biến va là biến n và một biến nữa để quản lý các số từ 1 tới n là biến y. Thông thường các sách đó, họ dùng biến y ngắn các bạn ha, còn tùy các bạn, các bạn muốn đặt cái biến nào cũng được. Đây là cái biến để diễn tả cho cái biến đếm trong lệnh lập for to do các bạn ha. Tiếp theo là các bạn sẽ có khai báo các cái biến này là kiểu số nguyên. Tiếp theo các bạn sẽ nhập N vào bằng cặp lệnh là write nhập số nguyên N. Các bạn dùng lệnh tiếp theo lệnh readline, các bạn nhập vô là N. Tiếp theo các bạn sẽ áp dụng lệnh for, các bạn ghi là for đây để mắt tăng dương kéo xuống để các bạn dễ so sánh theo dõi các bạn ha. Rồi ở đây các bạn ghi là y hai chấm, y đó là cái biến đếm, các hai biến đếm hai chấm từ 1 to n đô. Và để in ra thì các bạn dùng lệnh write. Nếu các bạn muốn in các con số này theo hàng dọc thì các bạn dùng lệnh write line mở ngoặc y đóng ngoặc chấm phẩy. Và để dừng chương trình xem kết quả, các bạn thêm lệnh read line ở vị trí này và các bạn lưu lại F2, các bạn nhấn đề tài 10 enter. Như vậy các bạn thấy, chúng ta chạy thử, các bạn nhấn cực nhấp chính, các bạn nhập vô số 5. Như vậy chúng ta có 5 con số liên tiếp nhau từ 1 đến 5 ở hàng ở mỗi số một hàng. Còn nếu các bạn muốn giống như trong cái đề bài, tức là hàng ngang, thì các bạn làm như sau. Các bạn sẽ không có dùng cái lệnh write line nữa mà các bạn dùng lệnh write các bạn ha. Sau đó các bạn, nếu các bạn mà write y như vậy thì kết quả như sau. Các bạn quan sát, các bạn nhập vô 5 thì nó sẽ liên tục nhau, như vậy là không đúng, mà chúng ta phải cắt ra. Mà cách là các bạn sẽ thêm đằng sau biến y là dấu phẩy, nháy, cắt nháy, tức là thêm một khoảng trắng các bạn ha. Khoảng trắng các bạn đặt trong cặp dấu nháy đơn. Đây là một ký tự ở video số 1 các bạn đã được Master Đăng Dương hướng dẫn là lệnh write và lệnh write line rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng lệnh write để in hàng ngang, và hàng ngang đó các số cách nhau bởi một cái khoảng trắng. Vậy các bạn phải đặt trong cặp dấu nháy nháy đơn ở đây các bạn ha. Đây các bạn nháy đơn các bạn ha. Rồi và lưu ý ở đây nháy đơn là phải cắt ra một cái, nếu các bạn nháy đơn dính vô thì không phải là một khoảng trắng mà phải cắt ra các bạn ha. Nhắc lại là ký tự trong Pascal phải đặt trong cặp vô nháy đơn như trên màn hình. Các bạn xem lại video số 1, Master Đăng Dương nó rất là rõ về vấn đề này. Rồi các bạn lưu lại F2, các bạn nhấn cột dấu chính, kết quả các bạn có như sau. Các bạn nhập 5 vào thì kết quả là các số từ 1 đến 5 liên tục nhau và hàng ngang các bạn ha. Và như vậy để Master Đăng Dương sẽ giải thích ở cái bài này. Như vậy các bạn thay vì in ra 5 số, các bạn phải dùng lệnh write line hoặc là write 5 lần thì chúng ta chỉ cần là một lệnh for và các bạn ghi ra là cái số lần làm là từ 1 đến n. Ở đây là 5, là 5 lần các bạn ha. Vậy thì khi đó lệnh for được diễn giải như sau. Đầu tiên các bạn thấy vị trí y các bạn ha. Đây là biến đếm. Biến đếm ở đây chính là cái là biến y các bạn ha, biến y. Tiếp theo, giá trị đầu chúng ta ở đây là số 1. Các bạn, giá trị đầu là số 1. Tiếp theo, giá trị cuối ở đây là biến n, nghĩa là chúng ta sẽ có từ 1 đến n. Ở đây là n bằng 5, vậy chúng ta có 5 số liên tục nhau. Tiếp theo, câu lệnh cần lập của chúng ta là dưới chìa khóa do. Ở đây là lệnh write y, các bạn ha. Như vậy là với cái cách thể hiện lệnh for này, các bạn có thể làm được in các số liên tục từ 1 đến n, rất nhiều số các bạn. Rồi, các bạn quan sát. Ở đây chúng ta có câu lệnh cần lập là vị trí này các bạn. Câu lệnh cần lập là lệnh write này. Đây là câu lệnh cần lập các bạn ha. Đó. Là ở dưới chữ do. Nào các bạn thử, chúng ta nhập mà ví dụ khác. Các bạn nhấn cột dấu chính, các bạn nhập vào số 100. Như vậy chúng ta có 100 số từ 1 tới 100.
Như vậy các bạn thấy cái sự lợi hại khi dùng lệnh lập các bạn ha, nó sẽ chỉ cần một lệnh for và đặt ra cái lệnh lập thì Pascal sẽ thực hiện liên tục rất nhiều lệnh write với mỗi lần là một con số khác nhau. Ví dụ các bạn nhập vô số 1000, kết quả chúng ta lại có 1000 số các bạn ha, rất là nhanh. Đó là cái thể hiện được cái ưu thế của máy tính, đó là vòng lập các bạn ha. Rồi. Như vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của đề tài số 10. Ở đây các bạn lưu ý một điều, đằng sau cái từ khóa do là chúng ta không được có cái dấu chấm phẩy nào cả các bạn ha, không được có dấu chấm phẩy gì cả. Bởi vì chữ do đó nó sẽ liên kết với lệnh phía dưới là lệnh write. Các bạn ha, các bạn không được phép có chấm phẩy. Nếu có thì lệnh for đó là không có tác dụng gì cả các bạn ha. Không để các fan hâm mộ của Mắt Tăng Dương Channel đợi lâu, chúng ta đến cái bài tập đầu tiên của lệnh for, bài 20. Viết chương trình nhập vào số nguyên N nguyên dương. Sau đó in ra các số là ước số dương của N. Ví dụ nhập số N bằng 10 thì in ra là 1, 2, 5, 10. Đây là những ước của số 10 các bạn ha. Bởi vì 10 chia 1, 10 chia 2, 10 chia 5 và 10 chia 10. Vậy 1, 2, 5, 10 là ước số dương của số 10 các bạn ha. Rồi. Các bạn lưu ý với một con số nguyên chúng ta có ước âm ước dương các bạn ha. Nhưng đây chúng ta chỉ quan tâm đến các ước số dương mà thôi. Bởi vì số 10 có thể ước là cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 5 hoặc là cộng trừ 10 các bạn ha. Nhưng đây chúng ta chỉ quan tâm ước số dương mà thôi. Và làm bài này chúng ta cũng phải trả lời là bài này có bao nhiêu đại lượng các bạn ha. Thì ở đây chúng ta có N là một đại lượng. Cái thứ hai á, là các bạn sẽ có một cái biến để thực hiện quản lý các cái số 1, 2, 5, 10. Đó là một đại lượng các bạn ha. Thì thường trong lập trình Pascal là họ dùng đại lượng đó là biến đếm các bạn ha. Đó, chúng ta có đại lượng N và biến đếm. Thì thường biến đếm là biến y ngắn các bạn ha, y ngắn. Và bài này có một lời giải thôi là các bạn chạy for. Xong này các bạn sẽ điều kiện thôi các bạn ha. Điều kiện là nếu như là N chia cho cái số Y đó thì in ra cái Y. Và bài này đáp số đó là một tập hợp các con số các bạn ha. Đó là 1, 2, 5, 10 để thỏa mãn cái là những ước số của số 10 các bạn ha. Tùy theo N nhập vào thì mình sẽ ra một tập hợp số. Thì tập hợp số đó là một đáp số các bạn ha. Có nhiều con số. Rồi các bạn quan sát Mắt Tăng Dương thực hiện ở trên màn hình. Các bạn sẽ có program. Đây là các bạn có là bài 20. Các bạn khai báo biến như sau: va n đó là để cho, và để phục vụ cho lệnh lập là for to do thì thường là người ta dùng biến y ngắn các bạn ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ là kiểu nguyên. Và các bạn sẽ tiến hành thực hiện phần thân chương trình. Ở phần thân chương trình các bạn tiến hành nhập số n theo yêu cầu của đề. Các bạn dùng cặp lệnh là write là nhập số nguyên n, nguyên dương các bạn ha, nguyên dương đi. Nguyên dương n. Rồi, lệnh thứ hai là lệnh read line các bạn là n. Tiếp theo các bạn dùng lệnh for to do các bạn ha. For to do là for biến đếm là biến y 2 chấm bằng 1 to n do. Các bạn ha, tức là chúng ta sẽ tạo ra các con số có thể là ước của số n. Ở đây n là 10, chúng ta sẽ tạo 10 con số từ 1 đến 10 các bạn ha. Thì trong 10 con số đó thì chỉ có một vài số cụ thể là số 1, 2, 5, 10 mới là ước của cái số 10 thôi. Và như vậy chúng ta phải tạo ra một loạt những con số từ 1 đến n để chúng ta sẽ so với và tức là chúng ta sẽ là đối tác của số n là n các bạn ha. Ở đây là 10 các bạn. Rồi, chúng ta tiếp theo. Như vậy nếu các bạn thực hiện lệnh for này, các bạn in ra các cái y á là chúng ta sẽ in ra các số liên tiếp từ 1 đến n. Ở đây là 10, tức là in ra 10 số, nhưng không phải 10 số đều là ước của số 10. Vẫn ta đặt điều kiện như sau là if các bạn ha, if là những một khoản thuộc vào n mà mod cho y bằng 0. Đó, đặt chúng ta đặt cái điều kiện này là muốn diễn tả rằng n có chia hết cho y hay không. Mà khi n chia cho y tức là y là ước số của n các bạn ha. Rồi. Sau đó các bạn sẽ đen tức là đúng điều kiện á thì bạn sẽ thực hiện là write ra. Ở đây các bạn write biến y các bạn ha, y phải nháy cách nháy. Rồi. Vậy các bạn sẽ dừng chương trình, các bạn nhấn read line chấm phẩy. Rồi, các bạn lưu lại bài, các bạn nhấn là bài 20, enter. Đây các bạn ha, bài 20, enter. Các bạn nhấn cầu job chính. Các bạn nhập vào số 10. Như vậy chúng ta có là 1, 2, 5, 10 các bạn ha. Các bạn nhập vào số 25 đi, 25. Như vậy chúng ta có là 1, 5, 25 là những ước số của số 25 các bạn ha. Vì tại sao lại như thế? Các bạn quan sát, nếu Mắt Tăng Dương bỏ cái lệnh này đi, bỏ lệnh if đi, bỏ đi các bạn ha, bỏ luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau: for
y 2.1 tua 10 à, tua n đu. Đu cái gì các bạn? Là đu cái lệnh write, lệnh là cái y. Vậy tức là chúng ta có ví dụ n chúng ta nhập vô số 10 các bạn ha, thì chúng ta sẽ có y từ 1 đến 10 liên tục các số từ 1 ở đầu và số cuối là số 10, và write tức là nó in ra các bạn ha, in ra các cái số y đó. Vậy y là số 1 in ra 1, y là 2 in 2, cứ thế in ra các số y từ 1 đến n bạn ha. Đây các bạn quan sát, nhấn cột nhập chính, nhập số 10 các bạn ha, thì nó sẽ có đủ 10 số. Tuy nhiên trong bài này chúng ta là cần những bạn đây là chúng ta in ra là các ước số các bạn ha, ước số dương của n. Đấy, ước số. Như vậy nhập 10 thì từ 1 đến 10 không phải tất cả là ước số của số 10, chẳng hạn số 3 không phải là ước của 10 các bạn ha. Số 4 nè, số 6 nè, 7, 8, 9 vân vân. Chúng ta phải đặt cái ít để chúng ta sẽ chỉ quan tâm cái đáp số thôi, đó là những số ước số của số 10 các bạn ha. Vậy chúng ta làm như sau. Các bạn sẽ bổ sung lệnh đây. Ở đây các bạn ha, sau từ khóa đu, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ xuống dòng. Các bạn nhấn khoảng trắng hoặc là nhấn tab các bạn nha, nhấn tab vào một khoảng, sau đó các bạn ghi là ít n mà mod cho y bằng 0 đây. Ha. Như vậy là lệnh for này sẽ kết hợp các bạn ha. Đây lệnh for, lúc này lệnh for mình sẽ là gồm có như sau. Lệnh for sẽ thực hiện lệnh if. Lệnh if đặt điều kiện, nếu đúng điều kiện thì thực hiện lệnh write. Các bạn ha, như vậy là lệnh for sẽ từ chỗ từ khóa for đến chấm phẩy chỗ này mới hết các bạn. Và ở trên màn hình đó là toàn văn bài giải để in ra các ước số dương của số n. Các bạn lưu ý cái cú pháp này. Chúng ta ghi là n mod y, nghĩa là chúng ta lấy số n các bạn chia cho y, lấy phần dư là mod. Nếu mà dư bằng 0 chứng tỏ là n chia cho y, nghĩa là y là ước số của n các bạn ha. Rồi các bạn nhập thử, các bạn nhấn 100. Như bạn xài những ước số của 100 là 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 vân vân các bạn ha. Các bạn nhập thử số 7. Số 7 là số nguyên tố cho nên là chỉ có hai ước thôi là 1 và 7. Hay là số khác các bạn ha, số 19 đi, là số nguyên tố, vậy chỉ có hai ước thôi là 1 và 19 các bạn ha. Rồi. Các bạn thử coi số 2, số 2 là 1, 2. Đương nhiên rồi, nếu các bạn nhập n bằng 1 thì chỉ có một ước là 1 là ước của 1 các bạn ha. Như vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài 20. Các bạn lưu ý để dùng lệnh for thì chúng ta phải lưu ý là cái biến y là biến đếm là phải là kiểu số nguyên. Các bạn lưu ý y phải là kiểu số nguyên. Giá trị đầu cũng là số nguyên. Giá trị cuối là số nguyên. Ở đây các bạn thấy n là kiểu long y các bạn ha. Như vậy là nó là kiểu nguyên mới được. Nếu các bạn ba cái yếu tố đó mà là số thập phân thì không được, máy sẽ báo lỗi các bạn ha. Ví dụ các bạn ghi như sau. Các bạn ghi là y 2.1.5. Các bạn lưu lại, tức là đây các bạn lưu ý khi ta vừa sửa là ở đấy cửa sổ bắt can sẽ có cái này, nghĩa là chúng ta vừa sửa cho này các bạn ha. Đó. Và nếu ta chấp nhận lưu, các bạn nhớ F2. Mà F2 tức là các bạn lưu sai, mà lưu sai các bạn nộp bài là không điểm, các bạn lưu ý. Rồi, các bạn nhấn cột nhập chính để chạy thử. Máy báo lỗi các bạn ha. Đó, nó kêu là tức là báo lỗi là cái việc gán giá trị đầu này là không hợp lệ các bạn ha. Ở nhà các bạn có mình mới can bự, các bạn thấy rõ cái báo lỗi màu đỏ này các bạn ha. Và chúng ta lưu ý là các bạn nhớ xem lại cái phần tua lại phần trước của video này để biết được là những điều lưu ý của lệnh for to do. Thì đây là một trong những điều lưu ý, đó là cái giá trị đầu phải là số nguyên các bạn ha. Đó, rồi vậy được. Rồi các bạn nhấn cột nhấp chính, nhập vào số 1000 đi các bạn, 1000. Như vậy là trên màn hình là những ước số của số ước số dương á của số 1000 là những số trên màn hình các bạn ha. Các bạn lưu ý để sử dụng thành thạo lệnh for, các bạn phải tua lại video ở phần đầu, đó là có 5 cái điều lưu ý với lệnh for to do, các bạn lưu ý ha. Mời các bạn cùng với Tân Dương đến bài thực hành số 21, nhập vào số nguyên dương n, đếm và thông báo cho biết có bao nhiêu số từ 1 đến n thỏa mãn hai tính chất là số đó chia cho 4 và có chữ số hàng đơn vị là 6. Ví dụ nhập n bằng 60 thì n là 3. Bởi vì từ 1 đến 60 là mình có 60 số các bạn ha, nhưng mà chỉ có 3 số là 16, 36 và 56 là thỏa điều kiện là chia cho 4 và có cái chữ số hàng đơn vị là 6. Còn số 26, số 46 mặc dù là có hàng đơn vị là 6 nhưng nó không chia cho 4 các bạn ha, nên ta chỉ thông báo là có 3 số thôi. Vậy ở đây thể loại bài này là bài toán đếm các bạn ha. Và bài này chúng ta có đại lượng là n biến y là để chúng ta thực hiện một lệnh lập for to do.
và một cái biến nữa là biến đến các bạn ha. Như vậy chúng ta có 3 đại lượng rồi. Bài này có một lời giải thôi là các bạn thực hiện lệnh for to do để các bạn đặt điều kiện if để các bạn đếm cái con số thay điều kiện các bạn ha. Và bài này chỉ có một đáp số thôi, chính là cái số lượng các bạn ha. Đây, cái loại bài này thuộc cái dạng là chúng ta đếm các bạn ha, đếm. Và khi đếm xong thì kết quả chúng ta chỉ in ra cái số lượng số ở đây là số 3 thay điều kiện các bạn ha. Rồi, các bạn quan sát Mắt Đăng Dương thực hiện ở trên màn hình. Đầu tiên các bạn có là program, đó là bài 21. Các bạn có biến như sau, đó là n phải y phải biến đến hay biến đến các bạn ha. Đếm hai chấm, đây các bạn sẽ thực hiện là khai báo là kiểu số nguyên login. Và lưu ý ở đây các bạn có thể đặt là biến đếm hoặc là các bạn đặt biến kha cũng được tiếng Anh các bạn ha. Tuy nhiên ở đây Mắt Đăng Dương thích sẽ biến đếm hơn, hiện nay sẽ chủ ngày là biến đếm. Rồi, các bạn sẽ thực hiện thiết kế phần thân chương trình bằng cách là các bạn sẽ nhập vào cái số nguyên n, nhập số nguyên n, nguyên dương các bạn ha, nguyên dương n. Rồi, các bạn thực hiện là lệnh tiếp theo là readline n. Và đây bởi vì thể loại của cái bài này là bài đếm bạn ha, vậy chúng ta phải đặt biến đếm ở đây là đã khai báo rồi là biến đếm hoặc là biến count. Vậy đếm thì các bạn trước khi sử dụng lệnh for các bạn phải đặt là đếm bằng không các bạn ha, đếm bằng không, đếm bằng không. Rồi các bạn sử dụng lệnh for to do, for y là biến đếm của lệnh for bạn ha. Rồi từ 1 to n do, sau đó các bạn nhấn tab hoặc là những khoảng trắng để thuộc vào một khoảng, các bạn đặt điều kiện if. Ở đây chúng ta có hai điều kiện là số đó chia cho 4 và số đó tương đương bằng đơn vị là 6, thì số đó tức là y các bạn ha, y. Rồi, y chúng ta sẽ thực hiện là mod cho 4. 4 bằng 0 các bạn, tức là chia cho 4 và là y mod 10 bằng 6. Đen. Đây các bạn quan sát. Từ cái yêu cầu của đề là chúng ta có số đó chia hết cho 4 và số đó có chữ số hàng đơn vị là 6, thì chúng ta sẽ thực hiện trên Pascal bằng cái đặt điều kiện như vậy. Đó, như vậy chúng ta sẽ có cái điều kiện đề cho là chúng ta thực hiện bằng cái điều kiện như trên màn hình. Và ở đây chúng ta có cái chữ và là cái ngôn ngữ tiếng Việt, thì ở đây chúng ta sử dụng cái phép toán en. Đó, đây chính là cái điều kiện phức hợp. Đó, có cái từ khóa en kết hợp bên trái bên phải. Vậy khi mà có cái phép toán en này thì điều kiện phải đúng hết, bên trái đúng bên phải đúng thì điều kiện mới đúng. Vậy nếu đúng điều kiện này, nghĩa là số y là những số từ 1 tới n các bạn ha, mà nó chia cho 4 và có hàng đơn vị là 6, vậy chúng ta sẽ in, chúng ta sẽ thực hiện việc là đếm các bạn ha, là thực hiện viết phép toán đếm hai chấm bằng đếm cộng 1, tức là chúng ta tăng đến một đơn vị. Đây là phép cộng dồn các bạn ha, đây là phép cộng dồn ở trong lập trình nói chung và trong Pascal nói riêng. Cộng dồn nghĩa là gì? Ban đầu biến đếm của các bạn á là bằng 0, sau đó biến đếm này nè sẽ cộng 1 và kết quả là 0 cộng 1 là 1, đặt 1 vào biến đếm bên trái. Vậy là cứ có một số nào thỏa, số y nào thỏa thì đếm tăng lên một đơn vị. Vậy có bao nhiêu số thỏa thì đếm tăng bấy nhiêu số, mỗi lần tăng một đơn vị các bạn ha. Bởi vì khi lệnh for này là sẽ for y là kiểm tra từng số y. Vậy số y nào thỏa thì biến đếm sẽ tăng một đơn vị, bao nhiêu số y thỏa thì biến đếm bằng bấy nhiêu bạn ha. Và với cái nhóm lệnh này chúng ta sẽ có biến đếm. Vậy chúng ta đơn giản thôi, cuối bài là các bạn sẽ write ra là các bạn ghi là ghi đếm các bạn ha, đếm luôn. Đó, rồi để dừng bài các bạn nhấn nút này, đúng phải, các bạn lưu lại F2, các bạn ghi là bài 21, enter. Các bạn nhấn cột dấu chính, nhập vào số 60, các bạn sẽ có là 3. Cái 3 này là có 3 số thay điều kiện như là cái giải thích ở trên cái đề bài các bạn ha. Đây, giải thích chúng ta có 3 số thay điều kiện cho nên là kết quả chúng ta là có là 3. 3 bởi vì chúng ta có cái giải thích này các bạn ha, giải thích này đó, chúng ta có 3 các bạn ha, đó có 3 số thỏa điều kiện. Các bạn nhập số khác 100, vậy chúng ta có 5 số các bạn ha. Đó, 5 số là 16, 36, 56, 76 và 96, 5 số các bạn ha. Rồi, mời các bạn cùng Mắt Đăng Dương đến bài thực hành số 22,
nhập vào số N nguyên dương tính tổng các số từ 1 đến N thỏa hai tính chất là số đó chia cho 4 và số đó có chữ số hàng đơn vị là 6. Cuối cùng in ra kết quả. Ví dụ nhập N bằng 60 thì in ra là 108. Vì từ 1 đến 60 có 3 số là 16, 36 và 56 thỏa điều kiện. Nên ta cộng 16 cộng 36 cộng 56 là bằng 108 các bạn ha. Như vậy cái bài này khi đọc các bạn có vẻ là thấy na ná như là bài giống như bài 21 nhưng không phải các bạn ha. Bài 21 các bạn tua lại video này các bạn thấy đó là đếm các số thỏa điều kiện. Còn bài 22 là các bạn đã có các số thỏa điều kiện rồi, các bạn không có đếm nó mà các bạn tổng giá trị các số đó với nhau. Như vậy là với cái bài 21 á, thì các bạn ra 3. Nhưng với bài này in ra là 108 là tổng của 3 số thỏa điều kiện các bạn ha. Rồi nó khác nhau các bạn chứ vấn đề. Như vậy bài này chúng ta có các đại lượng là N các bạn ha, N. Rồi đó là một đại lượng. Thứ hai là biến Y để các bạn sử dụng trong lệnh for to do. Thứ ba đó là các bạn phải có một cái biến đặc biệt đó là biến tính tổng. Tổng vậy là có 3 cái đại lượng các bạn ha. Là biến N, biến Y và thường á tổng thì trong lập trình hoặc là biến S các bạn ha. S là viết tắt chữ summary là tổng. Rồi, các bạn bài này chúng ta có một lời giải thôi, tức là các bạn thực hiện lệnh for rồi đặt điều kiện để các bạn tính tổng của các số đó và bài này có một đáp số thôi, chính là cái tổng cần tìm. Các bạn quan sát mắt đăng dương thì ở trên màn hình. Rồi các bạn có program. Ở đây là các bạn có bài 22. Các bạn có biến như sau, đó là N, biến Y và biến tổng. Biến thường là tổng hoặc là đặt bằng sum các bạn tùy các bạn ha. Đó, đặt S cũng được các bạn cho ngắn gọn, thường là tổng S. Rồi, các bạn sẽ khai báo các biến này là kiểu số nguyên. Sau đó các bạn thực hiện việc nhập N right là các bạn sẽ nhập số nguyên N read line N các bạn ha, để mình nhập cái số để cho. Sau đó để tính tổng thì các bạn lưu ý đây là một cái loại bài lập trình là tính tổng. Thì để tính tổng này các bạn phải đặt ở cái vị trí trên lệnh for chỗ này các bạn ha. Đó là S bằng 0, tức là bạn khởi tạo cái tổng bằng 0 trước khi các bạn tính tổng. Vậy ở đây các bạn sẽ ghi như sau, S 2 chấm bằng 0. Xin nhắc lại, cái loại của bài này là chúng ta tính tổng. Như vậy, ở trên cái lệnh for chúng ta chuẩn bị viết, chúng ta phải thực hiện cái lệnh gán là S 2 chấm bằng 0. Rồi, tiếp theo, các bạn sử dụng lệnh for to do. Ở đây các bạn sẽ có là for Y là biến đếm từ 1 to N do. Sau đó các bạn đặt điều kiện là gì? If số mình sẽ có rất nhiều số Y thì số Y nào thỏa điều kiện? Các bạn ghi sẽ là Y là mod 4 bằng 0, nghĩa là số đó chia cho 4 và các bạn ha, và số đó có chữ số hàng đơn vị là 6, tức là Y mod 10 bằng 6 các bạn ha, 6. Thì các bạn thực hiện việc là lúc này chúng ta sẽ thực hiện là S 2 chấm bằng S cộng với Y các bạn. Đây là phép tính cộng dồn, tức là các bạn sẽ khi gặp cái biểu thức này, nghĩa là những số Y thỏa điều kiện thì Y sẽ được cộng với S. Nghĩa là ban đầu các bạn có S là bằng 0, sau đó cộng với cái Y. Cụ thể nếu các bạn nhập N bằng 60 thì số đầu tiên thỏa là số 16. Vậy 16 cộng S là 0, 16 cộng 0 bằng 0. Như vậy số đầu tiên thỏa là số 16, Y 16, vậy Y là 16 cộng S bằng 0, vậy bằng 16. Tiếp theo cái số 36 lại thỏa, vậy Y là số 36 các bạn ha. 36 thì 36 cộng với 16 bằng 52. Đó, tức là chúng ta sẽ có thực hiện là cộng cái Y là cái số mà từ 1 tới N thỏa điều kiện, các bạn sẽ cộng một cái tổng S đó. Thì lát nữa S là kết quả cuối cùng các bạn ha. Vậy chúng ta có cái phép tính cộng dồn. Tiếp theo, sau khi làm xong rồi các bạn sẽ thực hiện là in kết quả bằng cách là các bạn dùng lệnh write các bạn ha, write. Các bạn ghi là tổng là đi, tổng là nháy phẩy S đóng ngoặc chấm phẩy và để dừng chương trình các bạn dùng deadline chấm phẩy. Rồi các bạn lưu bài F2, các bạn ghi là bài 22, enter. Các bạn nhấn cửa dấu chính, nhập vào số 60, các bạn sẽ có là tổng là 108. Các bạn lưu ý để tắt chữ là và 108 các bạn khoảng trắng, các bạn lưu ý đi. Khi Mã Tăng Dương nhấn khoảng trắng, lập tức ở đấy cửa sổ Pascal sẽ hiện lên dấu hoa thì tức là chưa lưu các bạn ha. Đây các bạn quan sát nè, nhấn khoảng trắng, lập tức ở đấy màn hình cửa sổ Pascal các bạn ha sẽ có cái dấu hoa thiện, nghĩa là chúng ta vừa sửa cái bài này bằng cách là gõ khoảng trắng. Vậy chúng ta sẽ quyết định lưu ha, chúng ta sẽ F2 các bạn ha. Rồi quyết định chúng ta lưu cái khoảng trắng nó vào. Tiếp theo các bạn nhấn cửa dấu chính, các bạn nhập vào số
50 đi, 50 các bạn ha, 50. Vậy chúng ta sẽ có là 52 lấy 16 cộng 13 bằng 6 bằng 52. Nghĩa là với bài này chúng ta sẽ lấy cái tổng của những số y chạy từ 1 đến n mà thỏa điều kiện là số đó là tận cùng bằng 6 và chia cho 4 các bạn ha. Vậy trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 22. Các bạn lưu ý trong lập trình Pascal đây chính là một cái phép cộng dồn ha. Cộng dồn nghĩa là lấy s đã có cộng thêm y được cái tổng lớn hơn thì đặt vào cái s ha. Muốn vậy thì trước đó s các bạn phải gán bằng không, là nguyên tắc lập trình trong nói chung và trong Pascal nói riêng. Các bạn cùng với Tân Đăng Dương đến bài thực hành số 23. Nhập vào số nguyên n nguyên dương, tính tích các số từ 1 đến n, cuối cùng in ra kết quả. Ví dụ nhập vào n bằng 5 thì in ra là 1/20, bởi vì là từ mỗi 5 chúng ta nhân với nhau thì chúng ta có tích là 1/20. Và bài này chúng ta có thứ nhất là đó là cái đại lượng n các bạn ha. Thứ hai đó là biến y để các bạn thực hiện cái một lệnh lập for to do. Thứ ba đó là cái đại lượng tích các bạn ha, để theo lưu lại kết quả. Bài này có một lời giải thôi là các bạn thực hiện lệnh for để các bạn nhân các cái số y từ 1 đến n với nhau. Và bài này có một đọc số thôi các bạn ha, đó là cái tích cần tìm. Nào các bạn quan sát, nó đang dương thì ở trên màn hình. Đầu tiên các bạn có program, đó là bài 23. Các bạn có biến như sau, đó là n để cho, biến y là các bạn thực hiện để dùng lệnh for, và biến p là biến tích các bạn ha. Tích trong toán hoặc là trong tiếng Anh đó là tích là chữ p. Rồi, ở đây là những cái biến này là kiểu long y. Tiếp theo, các bạn thực hiện việc nhập số n, các bạn write. Các bạn sẽ ghi là nhập số nguyên dương n. Tiếp theo là các bạn dùng lệnh readline n. Và ở đây, các bạn lưu ý thể loại của bài này là tính tích. Cho nên các bạn phải khởi tạo cái biến p ở trong cái bài này các bạn ha, như sau. Các bạn khởi tạo bằng cách ghi p 2.1. Vì sao bằng 1 các bạn? Lý do ở đây nè, thể loại bài này là tính tích. Vậy chúng ta phải có cái lệnh này rất quan trọng các bạn ha. Vì chúng ta một lát nữa chúng ta sẽ thực hiện cái việc là nhân dồn cái p với biến y. Mà nếu các bạn không gán bằng 1 hoặc các bạn không có lệnh này thì lát nữa các bạn sẽ có p bằng 0 nhân với các số y thì cũng là 0 thôi. Như vậy đây là một lệnh rất quan trọng các bạn ha, là khởi tạo biến p là biến cái tích cuối cùng. Rồi, ban đầu bằng 1 các bạn ha. Tiếp theo, các bạn thực hiện lệnh for biến đếm là y 2 chấm từ đầu là giá trị 1 các bạn ha, to giá trị cuối là n đu. Sau đó đơn giản thôi, các bạn ghi là p 2 chấm bằng p, các bạn nhân với cái biến y xong các bạn ha. Vậy cuối cùng các bạn sẽ write ra, các bạn ghi là tích là các bạn ha, tích là đi, nháy phẩy là biến p đóng ngoặc chấm phẩy, và để dừng chương trình các bạn ghi rút lại chấm phẩy các bạn ha. Rồi các bạn lưu F2 lại, các bạn ghi là bài 23 nghe chưa. Rồi các bạn lưu ý trong cái bài này chúng ta để chạy thử, các bạn nhấn cục dấu chính, các bạn nhập vào số 5, như vậy chúng ta có là 1/20. Các bạn nhập vào số 6, chúng ta có 7/20. Rồi nếu các bạn mà không có lệnh này hoặc các bạn có nhưng mà các bạn gán sai, ví dụ các bạn gán thay vì là bằng 1 các bạn lại ghi bằng 0, các bạn quan sát không, các bạn lúc đó chúng ta vừa sửa bài này nè các bạn, vừa sửa 0 ở đây thì lập tức ở đấy mà Pascal có cái dấu hiệu, tức là bạn chưa có lưu. Nếu các bạn quyết định lưu đúng các bạn ha, thì các bạn nhớ F2 nha, F2. Như vậy các bạn lưu sai. Vì sao? Các bạn nhảy thử nè, nhấn cột dấu chính, các bạn nhập vô số 5, kết quả là 0. Vì sao các bạn? Vì ở đây chúng ta có cái biểu thức là phép nhân dồn trong lập trình nói chung và trong Pascal nói riêng. Ban đầu các bạn có biến p bằng 0. Sau đó biến p này nè các bạn ha, sẽ được đưa xuống vị trí này. Như vậy các bạn có p là bằng 0. Nhân với y, y là những con số nó sẽ được thực hiện tạo ra bởi vị trí này, là những y là có giá trị là từ 1 trở đi, là những số lớn hơn 0. Tuy nhiên y này lại nhân với p bằng 0, vậy kết quả là p bằng 0. Cho nên nguyên tắc nhân dồn ở trong lập trình nói chung và Pascal nói riêng là các bạn phải khởi tạo cái biến tích đó trước khi tính, và khởi tạo là bằng số 1 các bạn ha. Thì khi đó chúng ta sẽ có ở vị trí này là p bằng 1. Các bạn có p bằng 1. 1 nhân với y. Rồi y là 1, vậy tích bằng 1. Lát nữa y bằng 2, vậy 2 nhân 1 bằng 2.
lát nữa y bằng 3, 3 nhân bằng 6 các bạn ha. Như vậy là đáp 1 bị đúng. Rồi, như vậy các bạn nhấn F2, các bạn nhấn cửa giao chính. Các bạn nhập vô số 3, kết quả bằng 6. Nhập vào số 5, kết quả là bằng 120 các bạn ha. Như vậy ở trên màn hình là toàn văn bài giải của bài 23. Mời các bạn đến bài thực hành số 24 có nội dung viết chương trình nhập vào một số tự nhiên M. Hãy liệt kê tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng M. Ví dụ nhập M bằng 3 thì hiện ra là 102, 111, 120 vân vân. Tức là những con số đó có 3 chữ số mà mỗi số đó cộng các chữ số lại thì bằng số 3 các bạn ha. Rồi, để làm bài này các bạn có các đề lượng như sau. Thứ nhất là cái số M để cho. Thứ hai là một cái biến Y để chúng ta diễn tả các con số có 3 chữ số. Tiếp theo là A, B, C là các bạn tách ra cái các cái chữ số của con số có 3 chữ số các bạn ha. Như vậy là có 5 đại lượng các bạn. Rồi, bài này chúng ta có một cái lời giải lệnh for để chúng ta diễn tả cái số lần lập các bạn ha. Và bài này là đáp số là là tập hợp những con số thỏa điều kiện là mỗi con số cộng các chữ số lại thì bằng số M để cho các bạn ha. Như vậy bài này chúng ta thấy là chúng ta phải làm việc với những con số có 3 chữ số. Tức là chúng ta phải làm việc các số từ 100 tới 999. Rồi, như vậy các bạn quan sát Mr. Lăng Dương thì ở trên màn hình. Đầu tiên các bạn khai báo là program là bài 24. Sau đó các bạn có cái biến như sau. Thứ nhất là M để cho, thứ hai là biến Y để mình thực hiện lệnh for. Đây là biến Y là biến đếm trong lệnh for. Tiếp theo là các bạn tách các con số có 3 chữ số đưa vào các biến hàng trăm là A, hàng chục là B, hàng đơn vị là C các bạn ha. Và những các cái đại lượng này, các cái biến này là kiểu số nguyên long y. Sau đó các bạn thực hiện việc là nhập số tự nhiên M. Các bạn ghi là nhập số tự nhiên M. Tự nhiên tức là số có thể là 0 hoặc 1 cho đi các bạn ha, tức là không được phải số âm. Đó, từ 0 hoặc 1 cho đi. Tiếp theo các bạn nhập vào readline là số M. Và để diễn tả các con số có 3 chữ số thì các bạn dùng sử dụng vòng lặp như sau là for y 2 chấm từ 100 tức là số có 3 chữ số tới 999 tức là số có 3 chữ số các bạn ha, tức là chúng ta có tất cả là 900 con số có 3 chữ số từ 100 đến 999. Tiếp theo ở đây các bạn thấy cái từ khóa do là thực hiện, chúng ta phải làm nhiều ý, nào là tách A, B, C rồi đặt điều kiện. Như vậy chúng ta có nhiều ý, vậy chúng ta phải đặt sau từ khóa do là câu lệnh ghép, nghĩa là chúng ta phải có hai cái từ khóa là bị đen chấm phẩy các bạn ha. Đây là chúng ta chuẩn bị thiết lập câu lệnh ghép nằm trong cái câu lệnh lập for to do. Tiếp theo chúng ta phải biến y là những con số có 3 chữ số, các bạn tách các cái chữ số trong biến y ra thành hàng trăm, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị các bạn ha. Các là như sau, các bạn ghi A 2 chấm bằng Y, các bạn biết cho 100, nghĩa là các bạn tách ra cái chỉ số hàng trăm của cái biến đếm Y. Tiếp theo B, các bạn sẽ ghi là mở ngoặc là Y, các bạn biết cho 10 và các bạn mốt cho 10. Tiếp theo hàng đơn vị, các bạn lấy biến Y, các bạn mốt cho 10 thôi. Như vậy là với cái Y là những con số có 3 chữ số, chúng ta có rất nhiều con số Y có 3 chữ số thì cứ mỗi một con số Y đó mà do biến đếm y điều khiển, chúng ta sẽ tách các giá trị đó vào các biến ABC, tức là tách các chỉ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ra. Tiếp theo, ở đây chúng ta thấy là theo đề bài là chúng ta phải tính tổng các chữ số của cái số mà chúng ta vừa tách, tức là ABC đó mà bằng M. Nếu đúng bằng thì đó chính là cái số y cần tìm các bạn ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện lệnh if như sau: if A cộng B cộng C cộng A cộng C mà bằng M thì các bạn sẽ thực hiện là write ra cái biến y đó các bạn ha, và in hàng ngang. Vậy chúng ta thấy là phải nháy cách nháy đóng ngoặc chấm phẩy. Để dừng chương trình các bạn sẽ có lệnh readline ở vị trí này các bạn ha. Như vậy ở đây chúng ta lưu lại, các bạn ghi là bài 24, enter. Nào các bạn thử chạy chương trình, các bạn nhấn cửa giao chính, các bạn nhập vào số 3, kết quả chúng ta là có những con số đó là những con số mà từ 100 tới 999 thì chỉ có những con số trên màn hình thôi, là mỗi con số đó các bạn lấy các chỉ số cộng lại thì các bạn đúng bằng số 3 M các bạn ha. Rồi lần khác các bạn nhập vào số 10, nhiều số hơn các bạn ha. Và đương nhiên rồi, con số lớn nhất có 3 chỉ số là số 999 thì các bạn sẽ nhập vào 27. Như vậy là kết quả chỉ có một con số có 3 chỉ số mà
cộng lại bằng 27, tức là số 999 các bạn. Thì ở đây vấn đề là quan trọng là chúng ta phải thể hiện lệnh for. Các bạn quan sát, khi này lệnh for chúng ta sẽ bắt đầu từ cái từ khóa for và kết thúc ở vị trí end chấm phẩy ở vị này các bạn. Và khi này chúng ta có một cái câu lệnh ghép là bắt đầu bởi chữ begin và kết thúc là chữ end chấm phẩy. Các bạn ha. Sở dĩ chúng ta phải sử dụng câu lệnh ghép nghĩa là nó có cái từ khóa là begin và end. Lý do là chúng ta thực hiện rất nhiều lệnh ở vị này các bạn thấy. Tính A là một lệnh các bạn ha. Tính B lệnh thứ hai, tính C lệnh thứ ba và lệnh if nữa các bạn ha. Đó, chúng ta có 4 lệnh. Như vậy chúng ta phải đặt 4 lệnh này trong hai từ khóa begin chấm phẩy để tạo lệnh ghép thì mới đúng các bạn ha. Nếu các bạn mà không có cái từ khóa begin end này, nếu không có từ khóa này các bạn thì Pascal sẽ không làm hết những lệnh đó các bạn ha. Mà khi đó lệnh for to do chỉ làm một lệnh thôi, đó là for do là tính ra cái giá trị A thôi, A bằng thôi. Nghĩa là làm rất nhiều lần tính A bằng nhưng không có liên kết với B, C và lệnh if. Do vậy các bạn muốn là mỗi lần lệnh for to do là làm hết những lệnh các bạn ha, những lệnh đây, làm hết những lệnh A bằng, B bằng, C bằng và if thì các bạn phải đặt nó trong hai cái từ khóa có tên là begin và end. Như vậy for to do này sẽ thực hiện tất cả những lệnh nằm ở đây các bạn ha, những lệnh nằm ở đây đó, tất cả những lệnh này vì nó là lệnh ghép, mỗi lần là làm những lệnh đó các bạn ha. Như vậy ở đây chúng ta có 900 lần phải làm những cái câu lệnh ghép này, mỗi lần là một lần lặp thì chúng ta có 900 lần như thế. Ví dụ các bạn nhập thử, các bạn nhấn cột dấu chính, các bạn nhập vào số 1 đi, như vậy chúng ta có 100 thôi ha. Còn nếu nhập vào số 20 các bạn có một loạt những số khác thỏa điều kiện. Như vậy trên màn hình là toàn văn bài giải của bài số 24. Video số 10 đến đây là hết rồi. Hy vọng các bạn biết cách sử dụng lệnh lặp để điều khiển máy tính thực hiện một công việc nhiều lần các bạn ha. Với số lần biết trước, các bạn nhớ nhấn nút like, share và bạn nào chưa đăng ký hoặc chưa subscribe kênh thì hãy đăng ký hoặc subscribe kênh và nhớ những cái chuông khi đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Mr. Đăng Dương Channel. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Mr. Đăng Dương Channel. Xin cảm ơn.